mà. Trời, bất cỡ luôn. Dám chọc ghẹo ta, muốn chết hay sao? Cô, đánh tôi đi, đánh tôi đi. Tiểu Cao và Tuyết Nữ đã đến rồi, còn đưa theo mười mấy huynh đệ nữa. Dung Nhi nói mỗi lần Cao Nguyệt tới học quán đều tự tới phòng luyện đơn, cho loại vật liệu cuối cùng vào tiên đơn. Lúc đó bên cạnh cổ, trừ phương sĩ được học quán giữ lại hầu hạ cổ, sẽ chỉ giữ lại một người tộc Hy Thị làm người tùy tùng của cô ấy. Cho nên muốn cứu người thì đó là thời cơ tốt nhất. Nhưng mà bên Dung Nhi phát hiện Cao Nguyệt như ăn phải thuốc mê hồn, hoàn toàn trở thành một người khác, nên tới lúc đó sẽ không thể chủ động phối hợp với chúng ta, sẽ không yên lặng đi cùng chúng ta đâu. Vậy nghĩa là bất luận chúng ta làm gì đều sẽ bị thủ vệ phát hiện. Cho nên Dung Nhi cảm thấy phải làm càng to chuyện càng tốt, dốc hết sức làm phân tán sự chú ý của đám thị vệ. Cố định làm thế nào? Phóng quả, đốt phòng luyện đơn. Đốt phòng luyện đơn? Chiêu này nguy hiểm lắm. Không sai, nhưng mà có lẽ không còn cách nào khác. Còn nữa, có thương hộ cách 3-5 ngày sẽ mang dược liệu tới chỗ học quán. Địa điểm đưa hàng là cửa sau học quán. Nếu như chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn đột nhập vào nhóm, đợi họ từ cửa sau của học quán rút lui, sẽ kịp thời tiếp ứng. Có lý đó. Đầu tháng sau chúng ta sẽ ra tay. Thời gian không còn nhiều nữa, chỉ còn mười mấy ngày. Chúng ta phải tranh thủ để chuẩn bị. Ngươi làm gì vậy? Thiên Minh. Hả? Nữ tính chút coi. Cười quá, buồn cười quá đi. Bởi vậy buồn cười đi. Đúng là buồn cười. Người mà xin, bọn họ đang nói gì vậy? Vậy mà cũng nói được. Thì bởi vậy đó. Đúng rồi. Chịu không nổi. Chuyện vậy mà cũng có thể xảy ra được sao? Ngươi nghe mà không hiểu hay sao chứ? Ngươi nói lại lần nữa coi. Ta đã nói 8 lần rồi đó. Sáng sớm hôm nay nè, ta vội từ trong phòng chạy ra nhà xí. Kết quả là khi ta vào nhà xí, liền nhìn thấy phó tổng quản Phùng nằm ở đó. Trên người toàn mùi rượu, sắp bát được mùi nhà xí luôn chứ bộ. Đúng rồi. Ta mới qua coi thử, hắn có sao không? Ai biết được đâu hắn liền nắm tay của ta. Rồi hôn thật nồng thấm luôn. Vì cô kêu lên, mỹ nhân đừng có đi mà đợi tới giới mỹ nhân ơi, mỹ nhân ơi. Đúng là mượn rượu giải nổi tương tư đó. Người coi hắn mơ giấc mộng xuân cũng đừng có tìm tới nhà xí như vậy chứ. Đúng vậy. Mộng xuân vậy còn mùi gì vậy? Đúng là mắc cười thiệt á. Mắc cười quá. Lưu đại nhân. Đây là các mục của tháng trước, mời ngài xem thử. Phùng Sinh đâu? Sao cả buổi sáng không thấy hắn ta vậy? Phùng Sinh. Cười cái gì? Đại nhân à, ngài chưa biết rồi. Hắn đó, gần đây xuất hiện tật xấu. Chỉ sợ hắn sẽ ở trong phòng, không dám ra ngoài gặp người khác thôi. Chuyện gì vậy? Hắn đó, vừa nhìn thấy cô nương Câm mới tới liền mắc bệnh tương tư rồi, cả ngày chỉ uống rượu giải sầu thôi. Bây giờ chuyện ta lo nhất là Phùng Sinh liệu có nhớ chuyện xảy ra hồi tối qua không. Lỡ như à,
Phùng Sinh, tối qua uống say một trận, đầu còn đau không? Có cần bọn ta đem thuốc cho huynh không? Loại phế vật này không cần chúng ta lo lắng. Ngài nói xem, hắn mơ giấc mộng xuân, không mơ thấy được cùng mỹ nữ trò chuyện ân ái, lại mơ thấy cùng mỹ nhân đi tiểu là sao chứ? Không thể trách hắn được. Ai nói mộng xuân của hắn là mơ trong nhà xí chứ? Đúng. Trong nhà xí. Hắn còn nói mỹ nhân đó đứng ngay bên cạnh của hắn, liếc mắt đưa tình với hắn. Ngài nói coi, cô nương nào mà lại đứng tiểu chứ? Cái tên Phùng Sinh này thiệt tình. Cô nương sẽ không đứng tiểu đâu. Nhưng mà nếu... Cô ta chính là người bị câm sâu. Đúng vậy. Lúc nhỏ nó mắc phải bệnh lạ, sau đó thì không nói chuyện được nữa. Tiêu Thạch Lưu Huỳnh, hắn lấy những thứ đó để làm cái gì? Quả nhiên là nam nhân. Chuyện ở bên học quán thế nào rồi? Chuyện này chính là chuyện quan trọng nhất trước mắt chúng ta đó. Nếu không phải vì trốn tránh phía bên hoàng thượng bệ hạ thì chuyện này chắc chắn ta phải đích thân thực hiện. Nhưng mà nếu ta đã giao cho ngươi quản thì phải quản cho thật tốt đó nghe. Không được xuất hiện bất cứ sai sót gì. Nếu như có xảy ra sơ sót thì hậu quả ngươi hiểu rõ rồi đó. Thuộc hạ sao dám để có sơ sót gì? Được đại nhân giao nhiệm vụ là diễm phúc của thuộc hạ kiếp này. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức mình, chết vạn lần không từ. Được rồi. Nói cho ta nghe, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại nhân, lần này mọi chuyện ở học quán đều rất ổn định. Chẳng qua là có một điều rất kỳ lạ. Hả?
có người cải trang làm nữ, thông qua kỳ thi, trà trộn vào học quán. Cái gì? Bọn họ có tất cả 3 người, nhưng mà trước mắt vẫn chưa làm ra bất cứ chuyện gì xấu xa. Nhưng mà thuộc hạ có một suy đoán rất to gan, không biết có nên nói ra hay không. Mau nói đi. Thuộc hạ nghi ngờ người này không ai khác chính là Ngọc Sát Kinh Thiên Minh. Hả? Còn mục đích hành động của hắn chính là vì muốn cướp đi Thánh Nữ Thiên Lung. Người nói mấy lời này có căn cứ hay không? Thuộc hạ to gan, không có căn cứ. Chỉ là thuộc hạ trước đây từng thấy hình của Kinh Thiên Minh, nên cảm thấy có vài phần giống. Thuộc hạ cho rằng việc này thà tin là có, chứ không thể không tin được đâu. Đại nhân, hay là chúng ta hạ thủ trước để đề phòng, bắt trói hết bọn chúng lại. Nói bậy. Các phương sĩ trong học quán đều là người của hoàng thượng. Hơn nữa có đại nội cấm vệ canh chừng, trực tiếp đi bắt người không phải muốn chết sao? Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ nhất thời hồ đồ, xin đại nhân bớt giận. Đại nhân, thuộc hạ đột nhiên nghĩ ra, nếu như người này đúng là Kinh Thiên Minh, hắn có chuẩn bị ra tay thế nào không? Hắn chắc chắn cũng biết xung quanh học quán có đại nội cấm vệ canh chừng, không dám công khai cướp người. Có phải sẽ nhân lúc học quán xảy ra hỗn loạn rồi mới động thủ? Cũng có khả năng này. Nếu là như vậy, chúng có thể nhân lúc hỗn loạn cướp người, còn chúng ta có thể nhân đó mà bắt người. Đúng là không nhìn lầm người. Đại nhân quá khen. Lặng lẽ quan sát rồi mới xử người.